Alo, Tony xin chào cả nhà nha. Hôm nay Thống thì chị sẽ sang chậu măng cầu cho măng cầu mới ghép nha cả nhà. Thì cách này các bạn lấy được thì lấy, còn không lấy được thì các bạn nên cắt bỏ cái chậu đi nha. Cái chậu không có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà không thì mình giữ được thì mình giữ, còn không giữ được thì mình cắt bỏ thôi. Cái giữ được cái chậu thì mình được trồng cây cây khác, cây cây mới, còn không lấy được thì mình cứ cắt bỏ đi nha cả nhà. Cái chậu có đồng mấy hai đồng cái, không có đáng đâu cả nhà. Nhưng mà không thì nhiều thích làm như vậy là cho nó hoạt động, để cho nó đổ mồ hôi cho người nó khỏe nha cả nhà, chứ ngồi im không có làm gì hết là có người nó làm sao đó cả nhà. Mình kiếm cái gì làm hoạt động cho sức khỏe nó tốt nha cả nhà. Cái này Thống đi trồng cây viền ngồi im không có được chứ.
mấy chỗ cây này là cây măng cầu đi xa mà mới cái chậu cái rễ nó mọc ra ngoài chậu cho nên phóng thì phải sang cái chậu to để cho nuôi lại cái bộ rễ cho nó tốt, nuôi cái cây sang chậu liền cho cây nó phát triển nha. Mùa này là mùa cây phát triển nha, mình phải cho cái chậu mới bón phân vô tưới nước, hy vọng sang năm mà cây nó sẽ lớn. Mà cái này chắc khoảng 2 năm mới có trái ăn nha cả nhà, chứ năm đầu tiên mình không có lên để trái đâu, để nuôi cây đó cả nhà. Thì theo cây, thí dụ là các cây nó phát triển lớn to thì mình có thể để một trái hai trái, còn cây nhỏ thì mình đừng có nên để đâu. Các bạn bỏ thêm tí bone meal. Cây này nó nghiêng nghiêng đó, không sao đâu. Rồi các bạn bỏ thêm tí phân 14 nha cả nhà. Bón phân xong rồi các bạn tưới nước vô là ok nha cả nhà. Trời này mát sang chậu cây này nó tốt, không có điện nắng. Ok này, hôm nay thông là chậu 15 cao lông. Này là chậu 15 cao lông nha cả nhà. Sang vô chậu này ít nhất cũng được 2 năm ba, 2 năm không cần sang chậu nha cả nhà. 2 năm tới 3 năm. Đây một cao lông. Này một cây chậu nhà trước mình không sang chậu, cái này là nó là sẽ làm cây măng cầu nó bị yếu. Tại lúc trước mình thu niệm mua các cây măng cầu nè, rễ nó mọc dài vậy, giờ mình phải sang chậu bạn. Bỏ đất vô chậu thì các bạn bưng cái chậu đặt vô đây, mình coi nhắm coi cái độ cao nó vừa chưa, vừa là mình mới lấy cái chậu ra nha. Nó thấp quá hay là cao quá thì không có vừa, lấy ra lấy vô thì cái đất này nó bẹ ra sẽ làm cây măng cầu nó cái rễ nó bị gãy hay là bị không có tốt cho cây nha cả nhà. Cái này ok rồi, để đúng thì bỏ một tí cái này là bone meal, để bone meal vô cho rễ nó mau phát triển nha cả nhà. Ok, hồi nãy Thống thì làm sẵn cái miếng gỗ này thôi, chuyên để sang chậu mấy cái ba cao lâm. Thì đặt vô đây là coi như không có cho đất nó bể ra nghĩa của cây măng cầu nha cả nhà. Thì các bạn làm được cách này thì làm, nếu không làm được cách này thì các bạn cắt cái chậu giờ lấy ra nha, cái chậu không có đáng bao nhiêu tiền đâu.
rồi các bạn chỉnh cho các cây nó ngay cái chậu ngay ở giữa là ok nha, đừng có cho méo nghiêng qua bên. Các bạn phải chỉnh cây nó sẽ càng ngày nó nghiêng qua bên thì cây nó phát triển không có tốt nha cả nhà. Ok rồi, bây giờ sẽ bỏ đất vô. Hệ thống này cắt sẵn cái miếng này nè, mình để vô một cái là nó vừa như cái chậu của mình, cái đất nó xong nó bị bể là không có nó dễ lấy ra các bạn nha. Bóp form nó cho cây nó phát triển nhanh lắm. Cần bỏ 100% phát phân đâu, mình cứ chuẩn là 2-3 loại phân đất giống như 30-30 hay là vậy thôi, hay là 50-50 vậy thôi nha các bạn. Lúc nãy Thống Nghi sang hết 3 chậu rồi, giờ này là chậu thứ tư rồi, để xem cho vui nha cả nhà. Hôm nay trời không có nắng, sang chậu là không có bị nắng. Mấy cây măng cầu này là không thì mới ghép được hai tháng. Giờ Thống thì sang chậu cho cây nó phát triển nha cả nhà. Đấy, măng cầu á khi mình ghép nó thành công rồi, nó đậu rồi, nó ra cây bắt đầu phát triển, mình phải cho cái chậu lớn cho có bộ rễ nó sẽ nuôi cái cây nó phát triển nhanh nha cả nhà. Chứ mình để cái chậu nhỏ nhỏ vậy là cái rễ nó đầy chậu rồi, mình không có thay cái chậu to lớn đấy là cái cây nó phát triển chậm luôn nha các nha. Rồi, ok, bôn miêu, để đi bôn miêu lên là ok thôi, thì sẽ bỏ một tí 14 này là phân 14 thôi, để bỏ một tí phân 14 vô cho cây nó. Một tí thôi các bạn, cây còn nhỏ mình bỏ ít thôi. Ở đây cây nữa rồi, Thống Nghi đủ cổng sang được bốn cây măng cầu nha, sang chỗ trước 4 cây măng cầu nha. Cây măng cầu là Thống Nghi ghép được này 2 tháng. Ok, bây giờ đã sang chậu xong đó, cho các cây măng cầu nha cả nhà. Thôi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Thống Nghi, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha cả nhà. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye.